Sau khi tạo xong chương trình dạy các điểm xong thì chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh tốc độ và thêm đường hàng vào. Rồi bắt đầu chúng ta chuyển trang vào, chúng ta sẽ di chuyển qua Muji, phần mu bên này, rồi chúng ta sẽ chuyển trang qua phần Edit, rồi chọn xuống phần Change Speed, chọn vào Change Speed, rồi chúng ta sẽ thay đổi tốc độ của đường hàng Muji thì chúng ta sẽ cho khoảng 15 đi, 15%. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thay đổi tốc độ mu L thì chúng ta vẫn vào Change Speed, chúng ta chọn vào V, tốc độ là 40 tương ứng với 4 cm/s. Ok, ra 40. Rồi chúng ta bắt đầu thêm đường hàng, thêm điều kiện hàng vào cho phần hàng. Rồi các lệnh hàng thì bắt đầu từ mu L thì chúng ta sẽ thêm add on và add end. Thì số 8, chúng ta sẽ nhấn vào phím số 8 thì sẽ mở dòng hàng. Chúng ta chuyển qua số 8, đó, add on. Rồi chúng ta sẽ chọn phần AC. Rồi dây hàng thì chúng ta cho khoảng 100, volt thì khoảng 17. Ok. Rồi insert, chọn insert, chèn vào. Rồi kết thúc đường hàng thì chúng ta sẽ chọn vào add end thì phim 5, phim 8 là mở dòng hàng, phim 5 là kết thúc dòng hàng. Off, add off vào AC thì cho khoảng 80, volt thì khoảng 12. Chúng ta sẽ nhớ chọn insert, không có insert thì nó sẽ không cho lưu. Rồi tiếp theo điểm thứ 3, chúng ta cứ thế, chúng ta sẽ cho dần cho tính tất cả các điểm. Rồi phim 8 nó có sẵn rồi, insert lưu, insert. Rồi kết thúc đường hàng số 5, insert. Rồi tiếp theo số 8, insert. Số 5, insert. Khi chúng ta quen rồi, chúng ta nhìn điểm thì sẽ nhanh. Rồi ok, xong. Muji đường hàng thứ nhất, app Oz đường hàng. Ok, xong. Rồi chúng ta bắt đầu tiến hành cho hàng tự động.